I learn physics. Oh, physics. Oh, yeah. So did you play football today? No, I don't. Do you miss playing football? Do no. you miss play? No? Okay. Okay. That's okay. So we will practice listening today, okay? Today's topic is about food. I think this one is going to be good for you. Okay, so... Oh, từ đầu trước khi vô bài mới thì vào bài hỏi mấy cái từ bữa trước con học gì? Em quên chứ. Rainforest là rừng mưa nhiệt đới. Warm là ấm áp. Wet là ẩm ướt. Cây cối, plant là cây cối. Animal là động vật. Khu vực, zones là khu vực. And margin là nhô lên. Gen là khổng lồ. Stretch là căng ra, vươn ra. Canopy là tán cây. Slot là con lười. Understory là lớp thực vật thấp. Thấp. Shrub là bụi cỏ. Cây bụi. Bụi cỏ, ok, bụi cây cỏ. Bụi. Ừ, được. Ok, con có nhớ bốn cái tầng. Là... Sao con? Floor là nền nhà. Ừ, cái nền. Hai, ừ, chứ không phải là cái nền nhà. Nền nha, cái nền. Forest floor, nền rừng, ok. Hai. Sao con? Hai là độ cao. Đúng rồi, hai là độ cao. Đúng rồi. Largest là lớn nhất. Largest. Final largest. Là cuối cùng. Largest, ok. Cái final cuối cùng, good. Rồi có một từ nữa là giant nha. Giant. Chứ phải gin, giant. Cái từ khổng lồ con? Giant, đúng rồi. Giant, ok, good. Ok, very good. Yeah, tốt. Con nhớ bữa mình học bốn cái tầng trong rừng nó như thế nào không? Bốn cái tầng, bốn cái khu vực. Cái tầng cao nhất là cái gì? Không ạ. Không ạ. Cái tầng cao nhất là cái gì? Có bữa cái understory là một tầng trong rừng đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi cái tầng cao nhất là cái gì? Con bữa không mình... nhớ. Có một cái từ ở trong đó, có một cái từ bữa mình học đó con. Cái tầng mà cao mà ít động vật sống á. Cái tầng cao nhất. Immersion. Xuống dưới là tầng gì? Xuống dưới chút. Đúng rồi, understory. Xuống dưới chút nữa. Không, có cái 3 tầng thôi, chứ không phải là 4 tầng, 3 tầng. Ok. Xuống dưới đất là cái gì? Xuống dưới đất là cái tầng nào, cái khu vực này. Con biết ạ. Forest floor, cái nền á, cái nền nhà này con đó. Nền nha, cái nền đất á. Ok. Floor, ok. Ok, được rồi. Vậy là tốt, ok, đọc tốt, vậy là tốt. Bữa nay qua từ mới, ok, về đồ ăn. Ok, mình có tuna nó mới đúng. Ok, tuna. Salmon. Oh, ok, turkey. Gà tây, con biết gà tây không? Dạ. Con
tốt. Okay, lobster. Lobster là con tôm hùm. Lobster. Đúng rồi. Sweet corn. Sweet corn. Rồi. Broccoli. 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 Good. Grapefruit. 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 Rồi, grapefruit. Đúng rồi. Wheat. 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 Rồi. Wheat. Đúng rồi. Wheat. Đúng rồi. Wheat. Wheat. Mình tờ. Ok. Wheat. Đúng rồi. Wheat. Wheat. Không phải wheat. Đấy là hay là wheat rồi mình đến tờ nha. Wheat. 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 Mushroom. 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 Mm-hmm. Pineapple. 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 Đúng không? Có những cái món gì mà con hay thích ăn, những món gì con hay thích ăn trong ngày, trong một ngày con hay ăn những món gì trong bữa ăn á, để có gì mình học những cái từ liên quan luôn. Thịt. Thịt là meat, con biết rồi đúng không? Meat, nhưng mà có thịt thịt heo là gì? Bữa mình học con heo là gì? Big. Big, big đúng rồi. Pork, pork, b, v, r, k con biết chưa? Pork. Cái thịt lợn. Pork meat, cái thịt lợn. Thịt bò là gì? Bò hay ăn là cái gì con biết không? Beef. Đúng rồi. Beef. Nhỏ. Beef. Đúng rồi, nhỏ. Beef. Nãy giờ con ghi hết mấy cái từ này chưa? Mấy cái từ này con biết hết chưa? Chỉ con chỉ cần ghi mấy từ mà con chưa biết thôi. Ok. Đi ra. Ok. Bây giờ tiếp tục nha. Ok. Bây giờ mình okay. Hàng ấy con biết cái này rồi, could hay là would. Ok, would you like hay là would gì đó. Bạn có muốn cái gì không? Yes. Một cách lịch sự. Ừ, cái này cũng dễ, hàng ấy con biết rồi. Okay, could I see Mr. John? Could you turn the light off? Một cái lịch sự nha, quan trọng là cái lịch sự. Would you take me to? Okay. Had better, còn vấp nguyên mẫu, không có thay đổi, không có gì hết. Okay, cái từ động từ nguyên không? Không biết cái này chưa? Biết rồi ạ. Had better, okay. Nên, you better. See the doctor, bạn nên, okay, you better run faster.
The train is going to depart. Yeah, chuẩn bị rời đi. Depart. Depart. Okay. Còn biết chưa biết từ này thì ghi vào nha. Rời đi. Máy bay cũng vậy. Depart cũng là rời đi. Nói chung là mấy phương tiện rời đi. Okay. Danh từ của nó là departure. U R E nha. Thêm U R E. Departure. Depart là departure. Otter sandwich defender. Otter goes swimming with my father afternoon. This in the afternoon. I said that I ought to do it. The media, truyền thông nha. The media, media là truyền thông, ghi vô cho thầy. Media, truyền thông. Ought not to give so much publicity, publicity to troublemaker. Mức publicity là mức độ phổ biến, cái giống như là publicity đúng không, mức độ phổ biến con ghi vô. Cái nghĩa cái câu này publicity nghĩa là cái sự chú ý á, sự chú ý cho troublemaker, troublemaker là kẻ gây rối. Con thấy từ trouble là rắc rối không, maker là tạo nên, ok, làm nên, có nghĩa là kẻ làm nên rắc rối, kẻ gây rối, troublemaker. Publicity, đọc cho thầy từ publicity. Publicity. Đọc nhanh lên cho bạn đọc từ publicity. Publicity. Oh my god. Publicity. Đúng rồi. Publicity. Giỏi. Media. 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 Troublemaker. Troublemaker. Đúng rồi, troublemaker. Good. Ok, nhìn đồ ăn nhìn ngon hả con? That's a very good pie. Con nhìn vô con biết cái đó họ cái trái gì trên cái bánh đó không? Melon. Melon. Ờ, cũng có thể. Nhưng thầy nghĩ là xoài. I think it's mango hoặc là peach. Đào. Okay, beach. Now listen to how some of the words are pronounced and analyze the stressed syllable. For example, mango. Oh, cái này là xoài. Mango. Con có biết cái khác biệt giữa mấy cái trọng âm không? Nếu mình phát âm, mình nhấn âm nào con có phân biệt được không? Dạ. Sao con? Có. Mango. Vậy là thầy đọc là nhấn âm mấy? Mango. Mango. Thầy là âm mang. Đúng rồi, nhớ âm 1, đúng rồi. Có hai âm, âm 1, đúng rồi. Get mango. Mango. Mấy cái này thì chỉ khi nào nên có hai âm trở lên nữa mới có nhấn đúng không? Ok, mango. Beef. Okay. Bây giờ ok, bây giờ thầy sẽ cho con nghe, nghe một lần thôi nha. Phải xác định thì ngày mấy cái này nó đơn giản rồi, có một số từ khó đó sẽ thử thách trong sau. Ok, giờ bắt đầu nha. Mango, tuna, sole, cucumber, pineapple, beef, salmon, turkey, onion, cabbage, chicken, apple, orange, lobster, mushroom, grapefruit, broccoli, corn, lamb, cauliflower, wheat, rice, pear. Pear, okay. Trả lời, pear là trả lời. So, mango, okay. Tuna, tuna là âm nhấm nào? Tuna. 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 Come on, tuna. So, dễ rồi. Cucumber. Đúng rồi, cucumber. Vậy làm nào? Đúng rồi, cucumber. Cucumber là trái gì? Trái gì con? Con đoán thử.
cucumber. Dứa. Gần gần nó có màu xanh, dưa leo ghi vô, dưa leo. Thấy dưa leo không? Okay. Pineapple, yeah, no. Beep, salmon. Salmon. Okay, turkey. Turkey. Onion là gì? Quả hành. Cabbage. Cái gì quên cái gì tiêu rồi ta? Củ cải ạ. À, cải. Bắp cải phải rồi, bắp cải chứ mà củ cải nha. Bắp nha, bắp cải khác nữa nha. Nhiều cải lắm. Ừ. Bắp cải cái mà cắt cái nguyên trái bắp này xong trái bự bự xong cắt á. Ok. Bắp cải, chicken, apple, orange, lobster, mushroom, okay. Grapefruit, rồi này, broccoli, corn, lamb là gì? Lamb. Cái đèn. Ừ, gần đúng nha. Nhìn cái đèn là bơ phở. Lamb là con cừu, thịt cừu gần đúng. Còn không biết con sao cái con thịt cừu, lamb, thịt cừu. Cauliflower là cái bông cải màu trắng á. Cauliflower, bông cải. Wheat, rice. Pear là trái lê. Pear. Put this word into the table under the correct heading, okay? Đặt những cái từ vào những cái tiêu đề đúng, okay? Cái đầu đề đúng. Theo cái nhóm nào? Meat, has chicken. Chicken. Beef. Chicken, beef, lobster, lamb. Lobster phải mít trong con. Lobster là hải sản hay thịt? Meat. Hải sản hay thịt? Lobster là tôm hùm mà. Nó là hải sản hay thịt? Đúng không? Hải sản chứ. Meat. Lại thầy. Lại từ đâu? Meat. Có beef, chicken, turkey, lamb đúng rồi, thịt cừu, fish, chicken. Fish has tuna, turkey, lobster, có một cái là sole nha con, sole là con cá thân bươn, nói chung là thầy nói chung con cần biết từ đó là con cá cái thân nó tròn tròn, thầy cũng không biết cái con cá đó như thế nào. Thầy lên mạng thầy sờn nè, mới sờn nè. Nó dịch là họ cá lựa châu. Nói chung là bỏ qua cũng được con, sẽ đâu. Thầy cũng không biết rõ con cá nó như thế nào. Vegetable. Ok, vegetable. Vegetable. Rau củ nha, củ, rau củ. Cabbage. Vâng ạ, con biết. Cabbage. Cabbage. Broccoli. Ai, đúng rồi, broccoli. Squid. Cái là gì? Cái nào? Squid.
Wheat, ấy còn là quý hả? Cái này có phải wheat là ngũ cốc, nó thuộc về ngũ cốc rồi. Cái lúa mạch, cereal nè, cereal là ngũ cốc. Hết thầy. Vegetable, còn cucumber sao, dưa leo sao? Dưa leo là cái nào? Fruit hay là vegetable? Cucumber. Cucumber đấy nha. Okay. Vegetable. Onion đấy chứ. Onion. Con quên cái hành rồi nè. Onion. Rồi mushroom. Onion. Mushroom nữa nè. Mushroom. Mushroom. Quá trời luôn. Broccoli nè. Cauliflower nữa nè. Cauliflower nữa nè. Cauliflower. Rau củ. Cauliflower. Corn nữa nè. Bắp nữa nè. Rau củ. Corn. Để rồi đến hoa quả. Fruit. 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 Pear. 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 Pineapple. Mời cái nào liên quan đến rau cái gì, hoa quả. Hoa quả đường hay ăn cái gì? Mango. 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 Mời mango. Trái gì nữa? Trái gì nữa? Cái trái grapefruit. Grapefruit, đúng rồi, grapefruit. Grapefruit. Cái trái gì hay ăn? Cái trái gì màu đỏ hay ăn? Mình hay ăn trái gì màu đỏ? Trái app app gì, app gì? Apple. Oh, ok, apple. Ok, orange. Apple and orange, đúng rồi, là đủ á, đúng rồi. Orange. Good. Cereal có một cái à, có rice nữa. With rice. Rồi, đúng rồi, nó cũng tính là ngũ cốc. Ok. Cái bây giờ mình nghe hoặc đờ nha. Nói chung bài này cũng khá là dễ. Cũng không có gì. Mấy bài đầu về số còn khó hơn á. Kể grapefruit hoặc the grapefruit đã còn hiểu rồi đó nha. Nghe nha. Activity 2. You will hear sentences containing the phrase yeah. Listen and pick the one you hear. Could you pass me the cauliflower? Two. Did you buy a grapefruit? Three. Would you cut up the cabbage, please? Four. Is that a salmon? Five. How much is a lobster? Six. Do you eat the pineapple? Seven. Please cut up a cucumber for me. Nghe lại. Nó hơi rè. Activity 2. You will hear sentences containing the phrase yeah. Listen and tick the one you hear. 1. Could you pass me the cauliflower? 2. Did you buy a grapefruit? 3. Would you cut up the cabbage, please? 4. Is that a salmon? 5. How much is a lobster? 6. Do you eat the pineapple? 7. Please cut up a cucumber for me.
Sao hay sao? Hi, a grapefruit. Okay. Không phải fruit. Grapefruit. Đúng rồi, fruit, đúng rồi, chứ không phải fruit. Fruit, đúng rồi. Fruit. Tree. The carrot. The cabbage. Alright, okay, so bốn. For a salmon. A salmon, okay. A salmon. For a the lobster. Come on. Six is a pineapple. Okay. And seven is the cucumber. Yeah, đúng không? Không. Số 6, số 7 sai rồi. Okay, the pineapple and a cucumber. Đây không sao, không sao. Thầy thấy nó cũng hơi khó nghe. Chưa kể bên con nó cũng hay bị giật đúng không? Okay. Này, chứ là mình để ý cái cách nói trong câu. Nhưng mà cũng khó. Thôi. Cách nói câu cũng nên tổng mấy cái cấu trúc này giờ mình biết. Ting is going to the supermarket. Listen and take the thing he needs to buy. Okay. Xem anh ấy cần mua những gì. Okay, mình có cái danh sách là cucumber, bread, sweet corn, ngô ngọt, okay, lamb, thịt cừu, cabbage, onion, broccoli, rice. Cái bài này sẽ khó hơn trước nha. I'd better get some broccoli today. I don't think I need any more cabbage. I ought to get some rice, I suppose. I won't need to get any more sweet corn this week. We certainly need some more onions. We do need some more bread. We've still got plenty of cucumber. I'll try to find some fresh lamb. Lại nha. Nghe lại. I'd better get some broccoli today. I don't think I need any more cabbage. I ought to get some rice, I suppose. I won't need to get any more sweet corn this week. We certainly need some more onions. We do need some more bread. We've still got plenty of cucumber. I'll try to find some fresh lamb. Okay, so what did you choose? Bread. Bread. Lamb. Bread. Lamb. Lamb. Mm-hmm. Cabbage. And rice. No. Còn chọn mấy cái thứ mà người ta không mua không à? Cabbage là không có. Nghe lại. Nè. Red lamb là đúng nè. Nhưng mà cabbage nè là không có nè. Onion, broccoli, rice. I don't think. Nghe lại. I'd better get some broccoli today. I don't think I need any more cabbage. I ought to get some rice, I suppose. I won't need to get any more sweet corn this week. We certainly need some more onions. We do need some more bread. We've still got plenty of cucumber. I'll try to find some fresh lamb. Okay. Đọc thì chơi dưới cho thầy. I better. Activity 3. One. I would better get some broccoli today. Không có cần đọc would con. Con có thể bỏ qua I'd better. Okay. I'd better luôn. Okay. I'd better some broccoli today. I don't think I need to get any more cabbage. Three, I ought to get some rice. I suppose. Four, I won't need to any sweet corn this week. Mm-hmm. We certainly need some more onions. Wow. Six,
We do need some more bread. 7. We have still got plenty of cucumber. 8. I will try to find some fresh lamb. All right, good. Bài này cũng khá là dễ, rất là dễ luôn. Do chủ là con đã học qua mấy cái lớp này rồi, con qua lớp 6 rồi. Nó cũng không có ôm lại là chính. Thêm, hỗ trợ thêm. Để mình học thêm một phần cái ngữ pháp, một phần đọc hiểu nha. Hay là con muốn coi YouTube không con? Thế sao? Con muốn coi chủ đề gì không? Thầy mở mình cùng học. Hả? Sao con? Không. Không, ok, mình sẽ học tiếp. Ok. Hay thầy cho con mở bài gì cho con luyện đọc được? Thì luyện đọc không? Vâng. Luyện đọc. Thì nè, mấy cái bài đọc hiểu á, giống bữa á, mình cùng nhau luyện đọc, sẵn có từ mới luôn. Vâng. Ừ, nè, có từ mới. Ok, we have turn off with, turn off là nghỉ ngơi nha. Turn off là, con thấy cái từ turn off là tắt đèn không? Ừ. Turn off. Turn off nghĩa là tắt, cái tuần lễ tắt đèn, ok. Tuần lễ tắt đèn, turn off. Cái đầu tiên mình có, sẽ liên quan về tiết kiệm điện. Con biết ngày trái đất mình sẽ tắt đèn mà, đúng không? Tắt đèn trong vòng một tiếng. Nó cũng tương tự vậy. Cái đầu tiên mình có screen. Screen này, screen. Màn hình. Màn hình TV, màn hình máy tính. Screen. Screen. Screen, good. Blank. 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 Good. Participate. 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 Đúng rồi, good. Tham gia. Participate in nha. Cái đó động từ. Participate in. Take part in. Participate. Spend. Spend. Spend, sử dụng. Okay. Spend. Size. Đúng rồi, spend time. Nhớ mấy cái mình hay sử dụng. Spend. Sử dụng size. Spend. Study. Cái nào study. Cái này danh từ nha, cái số con thấy số nhiều không? Cái mà study mà có chữ y dài á mới là động từ, là học bài. Cái còn số s số nhiều nè. Nó là nghiên cứu, những cái nghiên cứu. Creator, creator. 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 Creator, đúng rồi, người tạo ra, người làm, tạo ra cái gì đó, người sáng lập. Ok. Ok. Con ghi vô, ghi vô. Thầy cho con thời gian ghi. Okay. Để tiếp tục nha. Reduce, giảm. Reduce. Reduce, đúng rồi. Surprise. Reduce. Surprise. 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 Okay. Surprise. Cũng gì cũng được. Surprise. Puzzle. 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 Puzzle.
câu đố giải đố đúng rồi, câu đố bài đố câu hỏi. Ok, skate chụp ván. Skate a a nhạc e e là e. Skate outdoor đúng rồi, outdoor. Cái từ ao như là cái cửa outdoor đúng rồi. John. Yeah, John đúng rồi, good. Tham gia ghi vô con. Let John giống như cái từ participate hồi nãy mình học á, participate y chang vậy. Tham gia y chang. Có ghi kịp chưa? Có ghi kịp chưa? Chờ quên. Ok. Ok. So we have đầu tiên nha, for two different weeks. For two different weeks, year, millions of TV and computer screen around the world are blank. Đúng rồi, giỏi. They are offering turn up quick, more powerful. Participates every year. Sign in begins in 1994. Giỏi, đúng rồi. Million of people all over the world participate in turn up week. The first turn up week of the year is in April and the second is in September. Đúng rồi, ok. Có một số chỗ nha, khúc trên đúng nha, cái không phải people nha, people. Không bằng. Ừ, đừng có đọc chữ o, people. Đó, chữ e thôi, people. Đúng rồi, giỏi. Với lại tập lại cái từ per. Participate. People all over the world participate in the turn-up week. The first turn-up week, okay, tiếp nha. Each year, U.S. kids spend less time in school than they do having screen time, that is watching TV and or using the computer. In fact, the only thing they spend more time doing than viewing TV is sleeping. Study show that kids who watch too much TV are more likely to have reading problem. Each year, us kids spend less time in school than they do having screen time. That's watching TV and using the computer. In fact, the
only thing they spend more time doing than viewing TV is sleeping. Studies, so just try to watch too much TV are more likely to have breathing problem. Mm-hmm. The creator of Turn Up Weeks want us to reduce our screen time, giving us more time to think, read, create, and do the thing we never have time for. The creator Turn Up Week wants us to reduce our screen time, giving us more time to think, read, create, and do the thing we never have time for. Never have time for. Many kids are surprised at how much there is to do besides watch TV or play on the computer. They do puzzles, read books, and play games. They skate and ride bike with friends. They play outdoor. Can you live without your favorite TV show? Find out by joining this year Turn Up TV. Find out là hãy tìm ra, okay? Bằng cách, hãy tìm ra cái điều đó bằng cách. Many kids are surprised and how much there is to do puzzle, read book, and play games. They skate and ride bikes. Different. They play outdoors. Can you live without your favorite TV shows? Find out by joining this year Turn Up Week. My good. Okay, you talk, talk. Surprise nha, chỉ có một từ surprise ha. Surprise. Many kids are surprised. Okay, bữa này đến đây là tốt, okay. Sau mình học tuần sau là mình sẽ qua mình học lại chuyện rồi. Cái này mình làm sâu cũng được, không sao. Đủ rồi mấy câu hỏi không? Okay, bữa nay về ôm lại từ mới nha. Có một số từ, nhất là mấy hai này nè, mấy từ còn chưa đọc tốt đâu nha, nhớ ôm lại. Vâng. Giỏi. Okay. Hôm nay đến đây thôi. Bye bye con. See you next week. See you next time. Goodbye. Bye.